Và hiện nay á, thì đây là những chiếc power plant rất là lớn mà năng lượng ở gần đây thôi, ở cái house gọi là track ấy, rất là gần đây. Cái công suất của nó sẽ sản xuất ra là 10 MW, có thể cung cấp cho khoảng 10.000 ngôi nhà. Và một cái plant khác cũng ở gần rất gần đây, Cramer Junction, thì công suất của nó là 150.000 MW, thì có thể cung cấp năng lượng cho 150.000 ngôi nhà. Và cái đây là một cái cuộc thi của chính phủ tổ chức đó, gọi là Solar Decathlon, tức là điền kinh đó. Thì cái ngôi nhà này do học sinh và thầy giáo ở và những giáo sư ở Colorado đó, họ làm để mà thi, thì nó sẽ tự sản xuất ra điện và tiêu dùng trong nhà, không có cần phải lấy điện từ một cái nguồn khác. Và đây là một cái power plant nhỏ khác ở một cái ngôi làng ở bên Lào. Thì cái này á, nó cũng sẽ cung cấp điện cho cái ngôi làng đó bằng solar energy. Và đây á, là một cái ví dụ khác, là một cái ngôi nhà ở bên Tây Tạng, bên vùng Tây Tạng. Họ cũng sản xuất ra điện, tự sản xuất ra điện bằng solar panel. Thì mình thấy là solar energy có khả năng cung cấp điện cho những cái vùng nông thôn cũng như thành thị, vùng quê, tất cả mọi nơi đều có thể sử dụng được solar energy hết. Phần kế tiếp là những hứa hẹn và thử thách. Thì cũng mức canh nãy, thì tôi xin vẽ thêm cái đường xích đạo ở đây. Mình thấy là Sài Gòn rất là gần xích đạo và Boston thì xa xích đạo hơn. Nhưng mà cái điều thú vị là những cái nước mà giàu thì đều nằm xa xích đạo, và nước nghèo thì lại nằm gần xích đạo. Thì cái đây là một cái mô hình rất là tổng quát để cho mình nghiên cứu được cái tiềm năng của solar energy. Thì tôi sẽ dùng cái mô hình Boston và Sài Gòn để nghiên cứu thêm về cái tiềm năng solar energy. Tôi xin giới thiệu hai cái khái niệm chuyên môn. Khái niệm thứ nhất á là extraterrestrial radiation, tức là trước khi cái số lượng năng lượng mặt trời nó, trước khi nó vào tầng khí quyển, ngay trước khi nó vào cái lớp khí quyển của trái đất. Và cái khái niệm thứ hai tức là terrestrial, tức là cái màu vàng lợt hơn á, là khi mà nó đến mặt đất thì cái lượng này sẽ rất là ít, là vì nó bị tiêu thụ hay là phân tán, hay là bị nó phản chiếu mà bởi mây hay là bởi tầng khí quyển, thì cái năng lượng này sẽ ít hơn là cái năng lượng này. Thì xin quý vị nhớ hai khái niệm này để mà theo dõi cái phần trình bày về sau. Thì bằng công thức vật lý mình có thể tính được cái lượng năng lượng mặt trời trên một square meter, tức là một mét vuông, từ sáng cho tới chiều, để tạo một cái profile cho một ngày, trong bất cứ ngày nào trong năm, ở một cái location nào đó trên trái đất này. Thì cái đây á, cái trên cái đồ thị trên á, là cái công thức, là cái kết quả tôi tính được của 12 ngày đầu tháng ở Boston và ở Sài Gòn. Cái màu đỏ sẽ là Boston, còn cái màu xanh, nhưng mà bây giờ nó ra có màu khác rồi, màu tím á, là ở Sài Gòn. Thì nhận xét ở đây đó là quý vị sẽ thấy ngay đó là ở Boston đó là hầu như 6 tháng là cái năng lượng nó gần bằng Sài Gòn, nhưng mà 7 tháng, xin lỗi, và 5 tháng còn lại đây ở đây á thì nó sẽ rất là ít, bằng một nửa thôi. Thì cái đây á là một cái đường liên tục tổng kết cho 360 ngày luôn, thì cũng là một cách tích tương đương thôi, nhưng mà nó lại liên tục. Thì ở đây thì mình thấy được ngay là cái năng lượng, cái khả năng năng lượng ở Sài Gòn nó rất là, năng lượng mặt trời ở Sài Gòn nó rất là nhiều so với Boston. Thì cái đó là một cái điều tốt cho những cái vùng mà bị còn ở trong bóng tối. Tôi đã trình bày trước đó là đều là những vùng gần xích đạo hết. Tuy nhiên cái năng lượng mà mình cần phải nghiên cứu không phải là cái năng lượng mà cái smooth curve này, nhưng mà cái là năng lượng khi nó đến mặt đất á, là cái năng lượng mà cái màu vàng lợt nãy tôi trình bày là terrestrial radiation đó.
thì cái đó mình không tính được, nhưng mà mình chỉ để confirm lại cái result của mình, cái kết quả của mình thôi. Nhưng mà mình phải đi đo. Thì cái curve này á là cái kết quả đo được của trong bài viết của ông Trịnh Quang Dũng, một người đang làm trong cái Solar Lab của Sài Gòn hiện nay. Và cái curve này á là cái đo kết quả đo đạt của tôi năm 1997 ở trên Boston. Thì tuy là 5 tháng của mình cũng có thể đoán được nguyên cả 12 tháng. Thì đây là một số cái kết quả mà mình đem tới kết luận là ở Boston á thì có 5 tháng á, có khoảng 5 tháng là từ tháng 11 cho tới tháng 5 á thì cái số năng lượng nó rất là yếu. Thì cái đó là một trong những bài toán khó của kỹ sư. Thì cái đó là một cái challenge của mình. Còn ở Sài Gòn á thì cái tin tốt là coi như quanh năm đều năng lượng đều rất là dồi dào và nó rất là đều. Thì cái điều đó là cái khả năng mà có thể làm năng lượng mặt trời ở Sài Gòn nó rất là cao. Chi tiết hơn bằng những cái kết quả trên thì mình có thể tính được, mình có thể phỏng đoán được là một dân cư Boston đó với cái số lượng điện dùng hiện giờ đó thì cần một cái hệ thống solar panel là khoảng 37 m², trị giá là khoảng 37.000 đô. Thì cái giá hiện nay là 1.000 đô một mét vuông, cái đó là trung bình của tất cả các công ty khác nhau, cái giá 1.000 đô đó. Thì trong cái này thì tôi giả sử, không ai giả sử, nhưng mà cái này là những bài toán mà tôi tính được là một người dân Boston nó xài khoảng 56.000 kWh hàng năm. Cho một người dân Sài Gòn thì nếu mà giả sử là họ tiêu thụ chỉ bằng 1/6 dân cư của 1/6 số lượng năng lượng của dân cư Boston thôi, và cái số lượng radiation nó lại nhiều hơn, thì họ chỉ cần một cái hệ thống khoảng 5.000 đô, là khoảng 5 m² đó. Thì cái giá thành này tuy là đắt so với hiện nay nhưng mà nó rất là khả thi. Là tại sao? Nếu mà quý vị không có còn nguồn năng lượng nào khác thì mình sống được một chiếc xe Forerunner 37.